Tranh thủ vào like săn đồng nha cả nhà. Ngày hôm nay em sẽ tổng sale tất cả những sản phẩm tại shop luôn, kể cả con mẫu mới nè, đến là những cái sản phẩm mà em còn lẻ xa còn ít nha. Hôm nay sale shop chị nào mình ưng mẫu nào đặt liền. Đầu tiên lên cho mình một cái mẫu đầm phong xuân mẫu mới bên em nhưng mà sale rất là rẻ nè, 1229. Mẫu này có đủ size ML, XL và 2X cho mình luôn. Hôm nay sale luôn 199k mẫu đầm này, 199k mẫu em đang mặc trên người nha. Dây khóa kéo đằng sau nè, có túi hai bên cho mình nè, sẽ tà cho mình hai bên luôn nha. Đó, vải này là vải chéo thái. Rồi đầm này em sale luôn 199k, chị nào ưng đặt liền giùm em. Chị nào ưng mình đặt ngay bây giờ cho em là mã hàng nè, với số điện thoại cho em nè, để em chốt đơn liền trên like cho cả nhà mình luôn nha. Mã em đang mặc trên người đây là 1229 cả nhà ơi, 1229 và kèm cho em xin hỏi nha. Hôm nay sale luôn trên like này cho các chị mình luôn với giá chỉ có là 199k. 199k đầm em đang mặc từ 40kg đến 65kg vừa. Đặc biệt là hôm nay có chương trình tặng quà, mình cứ gộp đơn hàng cho em 597.000 đồng trở lên, em sẽ tặng kèm quà tặng dây đai cho mình và sẽ miễn ship toàn quốc cho mình nha. Ai ưng mẫu đầm em đang mặc trên người đặt liền giùm em DA1229 và kèm cho em xin hỏi liền nha. 1229 và kèm xin hỏi, em chốt sale liền trên like, giá chỉ có là 199.000 đồng, rất là rẻ luôn nha. Chị nào mình lấy đặt liền giùm em luôn 1229 nha cả nhà ơi. 199k, 199k đầm em đang mặc trên người từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa ưng ý, mình đặt liền giùm em. Mình nhớ gộp đơn hàng nha để được tặng quà luôn. Rồi 1229 nha, bắt đầu lên đơn nha. Chị Kim Phụng ok 1229 cho chị nè. Chị Mỹ Oanh ok, chị Trang Huy số điện thoại chị nha. Mã với số điện thoại em trường hàng luôn 1229 đây lại gần cho mình xem. Đầm suông nhưng mà nó sẽ có là chiếc eo nhẹ cho mình, nên là các chị mặc lên cái form này nó vẫn rất là gọn người. Có dây khóa kéo phía đằng sau cho mình luôn ha. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Nhanh tay mình đặt liền cho em luôn DA1229 và kiểm tra xin hỏi nào. 199k, 199k đầm em đang mặc trên người. Chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng sớm ngay bây giờ cho em ha. Là mã hàng nè, với xin thảm chút đơn. Rồi nhanh tay cả nhà ơi, em sẽ dành ra cho mình là 1 phút nữa để săn sale giá này nha. 1 phút nữa để săn được cái giá này nha, 199k mẫu này DA1229, DA1229 và kèm cho em số điện thoại 199k đầm này. Túi hai bên sẽ tà hai bên cho các chị mình ở đây. Form này không có cái dáng ai cao ai thấp, mình mặc được hết cho em. 199k thôi nha cả nhà ơi. Chị Thanh Xuân ok chốt đơn nè. 1229 cho chị Tô Thị nè. 1229 cho chị Hồ Thư nè. 199.000 đồng. Quá là rẻ luôn nha. Ưng ý mẫu này thì mình đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn. Để lại cho em đúng cú pháp luôn, là mã hàng với xin hỏi nha. Mẫu mới luôn mà em sale rẻ ngày hôm nay cho các chị. Ưng ý thì mình cứ lên đơn liền nha. Giá hôm nay sale sập sàn luôn rồi. 199k, mã sản phẩm là DA1229 nha cả nhà ơi. 1229 và kèm xin hỏi luôn. Sale giá là 199k. 199k mẫu đầm em đang mặc, nhanh tay lên đơn liền giùm em, quá rẻ luôn cả nhà. Chốt cho chị Phạm Dung nè, 1229 cho chị Hồ Nhung luôn. Giá hôm nay em sale là 199k. Ưng mẫu này thì mình đặt ngay bây giờ cho em nha. Mã hàng với số điện thoại chốt cho chị Sơn Huỳnh luôn, DA1229. 1229 xong chưa cả nhà ơi, đặt liền giùm em nha. Lưu ý giúp em với giá sale này sẽ được áp dụng duy nhất ở trên line. Sẽ được áp dụng duy nhất ở trên live, không áp dụng ngoài live, nên là chị nào mình ơn đặt liền giùm em 1229 và kèm cho em xin hỏi luôn 199k. Rồi xong chưa các chị ơi, nhanh tay nha, có 199k mẫu đầm này thôi, từ 40kg đến tầm 65kg là vừa, đặt liền giùm em nha. Rồi tiếp tục lên thêm cho mình một cái mẫu đầm sale shop tiếp theo, tiếp tục lên thêm cho mình một cái mẫu đầm khác đây. Ai ưng mẫu nào đặt liền giùm em, mã hàng với số điện thoại liền nha các chị. Mã hàng kèm xin hỏi. Rồi ngoài ra có những cái mẫu đầm này phong xương hai lớp rất là đẹp luôn nè. Rồi mẫu này nữa nè, đây em sale luôn nè 199, chị nào thích cái mẫu nào lấy cái mẫu này, cũng là phong xương luôn DA1180. Rồi sale luôn 199k luôn nha, sale luôn 199k sẽ hàng luôn, có túi cho mình luôn nha, có túi nè, có sẽ tài cho mình luôn. Vải này là vải xúc thái nha, vải xúc thái nè, và bên trong là có lót thun cotton cho mình nè. Mẫu này nó có co giãn cho mình luôn, 40kg đến tầm 65kg là mình bọc vừa, và giá ngày hôm nay sale 199k, mã này là 1180. Đặt nhanh cho em nha, 1180 và kèm cho em xin hỏi luôn 199k mẫu này, 1180 cho chị Thúy Thanh luôn. Rồi chị nào ưng ý đặt liền giùm em ngay bây giờ nha, 199k đầm em đang mặc trên người,
199k một đầm em đang mặc, 40kg đến 65kg vượt. Nhanh tay các chị ơi, đầm này em cũng có rất là ít thôi nha. Nên là hôm nay sale nhanh luôn, 199. Chị nào ưng đặt liền dùm em ngay bây giờ nè, 1180 nha cả nhà ơi. 199k mẫu đầm em đang mặc trên người. Nhanh tay mình lên đơn hàng sớm ngay bây giờ cho em luôn. Và mình để lại đúng cú pháp cho em ha. Là mã hàng nè, với số điện thoại em chốt đơn DA1180 sale 199k. 1180 cho chị Hoài Thu nè, 1180 cho chị Ngọc Trúc nè. 199k mẫu đầm này, 40kg đến 65kg là mình mặc vừa nha. Có túi hai bên sẽ tài cho mình nè. Vải này mặc êm, mềm, mát và có co giãn cho mình luôn. Chị nào mình đặt hàng nhanh tay lên đơn ngay bây giờ cho em là 1180 và kèm số điện thoại cho em. 199k, 199k mẫu đầm em đang mặc trên người DA1180 nha. Rồi ok chị Honing lớp em chốt đơn hàng cho chị nè. Chị Ngát Nguyễn em chốt đơn luôn 1180 và ngày hôm nay sẽ sale cho các chị nha. 199, 199k đầm em đang mặc trên người. Chị nào mình lấy mẫu này thì mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nha. Để lại cho em đúng cú pháp luôn. Là mã hàng nè, với số điện thoại em chuyển hàng 1180 và kèm cho em số điện thoại chị Thắm Hình ok. Chị Kiều Phương ok em chốt đơn hàng cho chị. Rồi còn chị nào mình lấy mẫu này lên đơn sớm ngay bây giờ cho em luôn. Lên đơn sớm ngay bây giờ cho em luôn ha. Là mã hàng nè, với số điện thoại này đẹp trước đơn liền trên like cho cả nhà mình luôn. 1180 và kèm cho em số điện thoại nha. Xong chưa các chị ơi, chuẩn bị em lên thêm cho mình một cái mẫu đầm khác nè. Ai ưng mẫu này đặt liền dùm em ngay bây giờ. 1180 sale 199k, cái giá này là giá xả hàng rồi. Nên mình tranh thủ mình đặt hàng sớm ngay bây giờ cho em luôn. Mã hàng với số điện thoại cho em liền nha. Túi hai bên sẽ tà hai bên cho mình luôn. Có lót thun cô tông luôn nha các chị. Mẫu này em xả 199, mẫu này em xả 199k đầm em đang mặc nha. Chị nào mình ưng đặt liền giùm em 1180 và kèm cho xin hỏi luôn 1180. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp tục cho mình thêm một cái mẫu đầm tiếp theo. Chị Ngọc Mỹ ok em chốt nha 1180. Ai lấy mẫu nào đặt liền giùm em mã hàng nè, với điện thoại mẹ em chốt nha. Rồi đợi em vài giây nha, em chuyển thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo nữa đây nè. Ngày hôm nay những cái mẫu này số lượng nó không có nhiều nên các chị mình cố gắng lên đơn hàng càng sớm càng tốt giùm em. Ở đây em đang cho mình là 1220 DA1220 nha. Đầm này sale luôn 249k. Mẫu mới bên em 4 size M, L, XL và 2X luôn. Và này là luồng mango ha, có co giãn nè, không nhăn nhậu cho mình nè. Và có túi cho mình hai bên. Nút phía trước nha, nút phía trước này là em sẽ may liền cho mình à, không có sợ hở nè ha. Rồi mình mặc là dây khóa kéo đằng sau, vì sao nó khoét gỗ vuông, khoe được vai, khoe được phần gái của mình ha. Mã em đang mặc trên người đây là 1200 1200, và ngày hôm nay em sẽ sale cho cả nhà mình luôn. Là giá chỉ có là 249.000 đồng mỗi này. 249k đồng em đang mặc, mã này là 1220 nha. Quá rẻ luôn cả nhà ơi, 249k. Rồi mình gộp đơn liền giùm em nè. Đơn chỉ cần từ 597.000 đồng trở lên là được tặng quà, tặng dây đa và miễn ship rồi nha các chị ha. Rồi ưng ý mẫu này đặt liền giùm em DA1200 và kèm số điện thoại 1200 và kèm xem số điện thoại nè. Em chuyển hàng liền. Giá ngày em đang sale là 249.000 đồng, mã là DA1200. Chị nào mình thích mẫu này lên đơn liền cho em nhé. Chị Trần Trang ok, chị Mỹ Dung ok em chút cho chị nào 1200. Sale ngay bây giờ là 249.000 đồng thôi. 249k mẫu đầm em đang mặc trên người. Lên đơn sớm cho em nhé. Và để lại đúng cú pháp cho em luôn. Là mã hàng nè, và kèm cho xin thoại em chuyển hàng chuyển sai liền trên line này luôn. 1180 nha cả nhà ơi. 1200 nha. Sale giá là 249. Mã này là 1200. 1200 chốt cho chị Út Anh luôn nè. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền giùm em, chỉ có giá là 249.000 đồng thôi. 249.000 đồng thôi cả nhà ơi, quá là rẻ cho các chị mình luôn ha. Ai ưng mẫu này thì mình đặt liền giùm em, mã này là 1200 ạ. Chị Ngọc Lan ok, chị Thanh Chi ok em chốt cho chị 1200 nè. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền giùm em ngay bây giờ nha. Để lại đúng cú pháp cho em luôn. Mã hàng và kèm số điện thoại cho em nha. Mã hàng và kèm số điện thoại em chốt ngay bây giờ cho các chị mình nè. 1200 và kèm cho em số điện thoại. 1200 và kèm số điện thoại, sale liền trên line này cho các chị, giá có 249.000 đồng thôi nha. Chị Huyền Mỹ Huyền ok, chị Tường Vi ok em chốt cho chị 1200 nè. Nhanh tay mình lên đơn hàng sớm ngay bây giờ cho em nè. Và mình để lại đúng cú pháp cho em luôn, là mã số sản phẩm với số điện thoại nha.
Ở đây em cao 1m62, em nặng 47 kg, form này dài tầm ngang bắp chân, rất là dễ mặc cho các chị mình luôn. Chị nào lấy đặt liền dùm em nhé. Chị Quỳnh Hương ok em chốt cho chị nè, DA1200. Lên đơn sớm ngay bây giờ cho em, làm mã hàng nè, với số điện thoại chốt đơn này 1200, ngày hôm nay em sale là 249 cao, quá rẻ nha. 450 là giá gốc và hôm nay sale luôn là 249.000 đồng. 1200 cho chị Trinh Ngọc, 1200 cho chị Hồng My. Rồi chị Úc Anh em chốt cho chị luôn 1200. Giá hôm nay em sale cho mình là 249k. Màu này thì quá đẹp luôn rồi các chị ơi, mặc rất là sang ha. Ưng mẫu này thì mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Mã số sản phẩm nè, với số điện thoại liền em chốt đơn 1200 và kèm cho số điện thoại nè. 1200 và kèm số điện thoại nè, chốt đơn liền trên like, giá chỉ có 249.000 đồng mẫu này. 249k thôi nha cả nhà ơi. Lên đơn sớm ngay bây giờ cho em luôn, làm mã với số điện thoại liền chị Ngân và ok em chốt đơn cho chị luôn. 1200 và kèm số điện thoại cho em ha. 249k đồng em đang mặc. 249k mỏng đầm em đang mặc trên người, từ 40kg đến tầm là 65kg là mình mặc vừa, 2X là eo 84 đến tầm 86 trở xuống mình mặc được mẫu này nha. Mã em đang mặc trên người là 1200. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không ạ? À? Còn chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn 1200 và kèm trang sinh thoại luôn. 1200 và kèm sinh thoại, xe giá 249k. 249k nha. Ok nè chị Nguyễn Tú, em chốt cho chị 1200 nè. Còn chị nào mình ưng ý mẫu này nữa không ạ? Mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nè. Để lại cho em đúng cú pháp nha, là mã số sản phẩm với số điện thoại cho em luôn, để em lên đơn hàng ngay bây giờ cho mình. Giá hôm nay sale cho mình chỉ có 249.000 đồng thôi. 249k mẫu này, lên đơn liền dùm em 1200 và kèm số điện thoại cho em nha. Chia sẻ like dùm em luôn trên tường nhà và chia sẻ vào nhóm dùm em nha. Còn ai mà lấy mẫu này tranh thủ nào cả nhà ơi, đúng cú pháp cho em nha, là mã hàng nè. Với số điện thoại cho em nè, em chịu hàng 1200 1200, sale giá 249k thôi nha các chị ơi. Tiếp tục nha, lên thêm cho mình một cái mẫu đồng khác nữa đây. Ai ưng mẫu nào thì mình đặt liền dùm em, comment mã hàng với số điện thoại cho em nha. Rồi ở đây em có một cái mẫu đồng này sale xả hàng luôn, sale xả hàng luôn nha các chị ơi, giá cực kỳ rẻ, giá này là từ không lợi nhuận đến lỗ vốn rồi ha. Đầm tiếp theo của em đây là DA1159, DA1159 mẫu đầm này ngày hôm nay em sale luôn. Ngày hôm nay sale luôn 159.000 đồng thôi ạ. 159k đầm em đang mặc, mã này là 1159. Có túi hai bên, bên trong là có lót thun cô tông cho mình. Và từ 40kg này đến tầm là 65kg là mình mặc vừa. Đầm này là có hai lớp cho mình nha, chất rất là êm luôn. Sale ngày hôm nay cho cả nhà mình với giá chỉ có là 159k. 159k đầm em đang mặc, nhanh tay mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn, làm mã hàng với điện thoại cho em nha. Đai này mình gộp đơn hàng cho em, chỉ cần từ 597.000 đồng trở lên em sẽ tặng cho mình cái dây đai này và em sẽ miễn ship toàn quốc cho các chị mình ha. Rồi ai ưng mẫu này đặt liền dùm em DA1159 và kèm cho em điện thoại luôn. 1159 chút xe liền trên like, giá chỉ có là 159.000 đồng nha, rẻ lắm luôn cả nhà ơi. 159k giá này là không cần đánh đo, không cần suy nghĩ rồi ha. Sale như thế này là sale lỗ luôn rồi, còn đâu nữa các chị, có 159 nè. Mình chia sẻ like và đặt ngay lúc này nè, 1159 nha. Ok nè chị Minh Uyên, em chốt đơn hàng cho chị luôn 159.000 đồng mẫu này. Dạ 65kg mặc vừa 2X chị Vân Anh nha. Rồi đầm em đang mặc trên người đây, chị nào lấy nhanh tay. Mã này của em là 1159, chất von hàn hai lớp cho mình, túi hai bên đây. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị mình luôn, chỉ có giá là 159.000 đồng. Ưng ý mẫu này đặt liền dùm em 1159 và kèm xin hỏi cho em. Ok chị Thanh Tú, em chốt đơn hàng cho chị. Rồi nhanh tay cả nhà ơi, lên đơn ngay bây giờ cho em nhé. Để lại đúng cú pháp cho em luôn là mã hàng nè, và kèm trang điện thoại này để em chịu hàng. DA1159 và kèm trang điện thoại nè. Chốt sale liền trên like này cho cả nhà mình, với giá chỉ có là 159.000 đồng thôi. Chị nào mình thích mẫu này lên đơn hàng liền dùm em ngay bây giờ để em chốt đơn cho mình luôn. 1159 và kèm trang điện thoại nha. 1159 và kèm điện thoại, em chịu hàng, sale giá chỉ có là 159k mẫu này. 159k thôi, rẻ quá chừng. Một cái hàng chuẩn shop vải đẹp hai lớp cho các chị mình. Mà ngày hôm nay sale như thế này, chị nào ưng đặt liền, hết chương trình sale tăng lại giá bình thường. Ok chị Thanh Uyên, em chốt cho chị nè, DA1159. 1159, còn chị nào mình lấy đặt liền giùm em 1159 và kèm điện thoại cho em nha.
Ok này, chị Minh Trang, em chốt cho chị 1159 luôn. Chị Khánh Như, ok em chốt sale nha. Nhanh tay lên cả nhà ơi, ai chưa đặt thì tranh thủ nha các chị. Giá hôm nay sale là duy nhất ở trên livestream này, không áp dụng ngoài live. Chị nào đặt hàng comment ngay bây giờ em chuyển hàng luôn. 1159 và kèm cho em điện thoại nha. 1159 và kèm điện thoại sale liền trên live với giá chỉ có là 159.000 đồng mẫu này. 159.000 đồng thôi cả nhà ơi. Rồi chị Thanh Huyền, ok em chốt đơn hàng. Chị Ngọc Châu, em chốt 1159 cho chị nè. Còn chị nào bên lấy mẫu này nữa không ạ? Đặt liền dùm em nha. Giá hôm nay em xả hàng rồi, có 159.000 thôi. Cần chi phải đắn đo suy nghĩ, rất là rẻ rồi cả nhà ơi. Xem cái nào có lấy lời đó, em xả cho nó sạch kho. Còn ít à, chị nào ưng thì mình đặt liền cho em 1159 nha, chị chốt duy nhất trên live này thôi. Ok chị Vân Anh nha, tí nữa mấy bạn sẽ lên đơn chốt cho mình luôn. Nhưng mà chị nhớ cho em thêm số điện thoại nha, để mấy bạn gọi điện nha. Ok này chị Hồng My, em chốt đơn hàng cho chị 1159 nha, em xem xả luôn rồi, 159.000 đồng. Có chị nào mình ưng ý mẫu này đặt liền dùm em nè, 1159 và kèm số điện thoại luôn. 159k thôi cả nhà ơi, rẻ lắm luôn nha. Bây giờ thì em sẽ thay thêm cho mình một cái mẫu đồng khác. Ai ơi, mẫu này đặt liền dùm em nha, 1159 kèm sinh hoạt sale 159k. Rồi bây giờ sẽ lên tiếp tục cho mình một cái mẫu đồng khác nữa đây. Đợi em vài giây nha, mặc thêm cho mình một cái đồng khác. Chị nào mình lấy mẫu nào đặt trên cái mã số nè và kèm cho em sinh hoạt liền, để em trừ hàng và trừ sai ngay bây giờ. Rồi lên cho mình cái siêu phẩm, siêu phẩm da beo luôn. Đồng này đang rất là hot, không biết là có chị nào mình ưng mà mình chần chờ chưa đặt hay không, thì cố gắng hôm nay mình đặt luôn. Mã này là 1222, gần hết hàng rồi. Thông báo với chị là mẫu này em gần cháy kho rồi. Đây là DA1222. Đồng này ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị mình luôn. Giá chỉ có là 299k siêu phẩm bên em. Hàng em mới ra mắt sản phẩm đây mà bây giờ đã chuẩn bị hết hàng rồi. Tất cả các size, đặc biệt là size M, size L và size XL chuẩn bị sạch kho luôn. Size 2X cũng còn ít luôn nha. Nói chung là đa số là 4 size, size nào cũng hình hết. Mã đầm em đang mặc trên người đây là DA1222. Ngày hôm nay sẽ sale cho các chị giá chỉ có 299k. Sang chẳng cực kỳ luôn nè các chị ơi. Chất này là lụa nhập nha, mát rừ rừ luôn. Nút phía trước cho em nè, nút ngọc trai đính liền cho mình rồi ha. Phía đằng sau phần cổ này là xếp ly, phần cổ xếp ly và từ đó sẽ ôm vô cái dáng cổ của mình. Nên các chị thấy không, mặc lên sang cực kỳ sang. Đồng thời tay thì xếp phòng cho mình đẹp chưa. Và ở đây nó tới đây thôi, khi mà mình cử động không có bị chặt tay nè. Một màu duy nhất, không có màu khác, và sẽ có 4 size để cho mình lựa chọn nha. 1222 ngày hôm nay em sale luôn là 299.000 đồng. Mình đặt ngay bây giờ để em chịu hàng luôn. Mã này là 1222, sale luôn 299k. Giá gốc là 500.000 đồng, sale luôn trên live giá là 299.000 đồng. Mẫu đồng em đang mặc trên người, mình đặt hàng sớm ngay bây giờ cho em nè. 1222 kiểu sinh hoạt quá đẹp luôn. Nó có một cái bản eo cho mình, có dây khóa kéo phía đằng sau cho mình đây. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy đặt hàng thì dùm em ngay bây giờ nha. DA1222 và kiểm tra sinh hoạt. Ngày hôm nay em sale cho các chị mình luôn, với giá chỉ có là 299.000 đồng. 299k đồng em đang mặc, lên đơn liền dùng em nhé. Chị Diệu Tâm ok em chốt cho chị luôn nè. Chị Hồng Như ok em chốt sale. Chị nào mình lấy mẫu này đặt ngay bây giờ cho em, để lại đúng cú pháp làm mã nè, với điện thoại chốt đơn DA1222 và tiền cho em điện thoại nha. Đẹp xuất sắc luôn các chị ơi. Chất lụa nhành này các chị mặc nó rất là mát. Thứ nhất là mát, thứ hai là co giãn cho mình 4 chiều luôn ha. Từ 40kg đến tầm hoặc là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này thì cứ lên đơn hàng. Lấy mẫu này cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em, để em chốt sale cho các chị. Hôm nay em sale rẻ lắm, đầm này chỉ có 299 thôi. Một cái mẫu đầm siêu phẩm bên em, và từ 40kg nè đến tầm là 65kg vừa. Size 2XL 84 hoặc 86 chỉ số vừa mẫu đầm này nha. Nhanh tay mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nè. DA1222, DA1222 và kèm cho em xin hỏi liền em chốt nha. Chị Duy Đào ok, chị Thu Văn ok. Rồi chị nào mình lấy mẫu này đặt liền dùm em nè. Chị Mỹ Hồng ok em chốt đơn luôn. DA1222 500, em sale ngay bây giờ là 299.000 đồng. 299k đồng em đang mặc chị người. Còn chị nào mình đặt hàng thì mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nha. Mã nè với điện thoại chốt đơn 1222 cả nhà ơi, 299.000 đồng mẫu này. Chia sẻ livestream dùm em luôn trên tường nhà, và cũng như chia sẻ vào nhóm dùm em nha. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền dùm em.
1222 và kèm số điện thoại sẽ luôn chỉ like 299 299k đồng em đang hoặc nhanh tay nè. Chị Trần Hợp ok, chị Liên Đa Nguyễn ok. Mã này là 1222. Xong chưa cả nhà ơi, đặt tiền dùm em nhé. 1222 và kèm số điện thoại 249k. 200 ơ xin lỗi 299k. 299k mẫu đồng này nha. Rồi tiếp tục nè, lên thêm cho mình một cái mẫu đồng khác nữa đây. Ngày hôm nay xem toàn tập ở đây có một cái mẫu đầm chất vải tôn lụa nha, mặc rất là mát. Mã này là 1210. Rồi hôm nay xem mẫu này cho cả nhà mình luôn. Đầm này nó co giãn nè, phần eo nó có bao chun co giãn nhiều nhiều lắm, nên là size 2X có thể tầm khoảng là eo mình 90, eo mình 100 gì đó, nhiều khi vẫn vừa. 65 hoặc 70kg mặc vẫn vừa cho em. Mã này của em là 1210. Và hôm nay ở trên cái line này em sẽ sale sốc luôn 169k cho các chị ngày hôm nay. 169k luôn nha. Đầm này nó có túi hai bên cho mình nữa nha. Chất tôn lụa này là mát rừ rừ luôn. Rồi sale luôn 169k mẫu này. Mã sản phẩm là DA 1 DA1210 1210 và kèm số điện thoại liền 169k thôi cả nhà. Rẻ lắm luôn. Và từ 40kg đến tầm 70kg mặc vừa. Ôi, xin lỗi chị em chưa kéo hết. Rồi mã này em sale luôn cho mình nha, 159k mẫu này. 159k mẫu em đang mặc trên người. Chị nào lấy đặt liền dùng em ngay bây giờ. Em chốt sale luôn 159k. Chất vải này là chất tôn, tôn lạnh nha các chị ơi. À tôn lụa nha, tôn lụa nó mát lạnh cho mình và mặt vải rất là mịn cho mình luôn. Ngày hôm nay em sẽ sale cho cả nhà mình luôn với giá chỉ có là 169k đồng em đang mặc trên người. Lên đơn sớm ngay bây giờ cho em luôn, là mã hàng nè và kèm cho em sinh hoạt em chuyển hàng luôn. 169k đặt hàng nhanh cho em. Ok chị Hồng Như em chốt đơn hàng cho chị nè, chị Ngọc Trang ok. Rồi chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng sớm giùm em nha. Để lại cho em đúng cú pháp luôn là mã hàng nè với số điện thoại chốt đơn DA DA1210 và kèm số điện thoại 1210 và kèm trên số điện thoại nha. Chốt đơn liền trên like giá chỉ có là 249k. Ơ nhầm, 169k mẫu này. 169k mẫu này. Ok chị Hồng My em chốt đơn. Chị nào ơn đặt hàng liền nhiều em đi nha. Xin lỗi chị nha, nãy em mặc em không để ý chưa kéo hết xuống. Đầm em đang mặc trên người chị nào lấy đặt liền. 122 ok chị Thu Hà nha. Mẫu đầm em đang mặc trên người đây là DA 1210. Sale liền trên like giá chỉ có là 169 nha. 169k đầm này nó có co giãn nhiều lắm. Cái chất tôn lụa này là chỉ cần may một lớp thôi, nó không có bị xuyên thấu nha. Và mặt trong thì nó rất là mịn luôn. Hôm nay em sẽ sale luôn cho các chị, giá chỉ có là 169.000 đồng. 169.000 đồng mẫu đầm này. À phía đằng sau này nó có cái nút này các chị, nút cài nữa nha. Đó. Rồi đầm này em chốt sale luôn trên like 159k. 159k chị nào lấy đặt liền 1210 nhé. 1219 hả chị? Rồi ok chị 1219 luôn. Để em xem coi 1219 mẫu gì nha, em chưa có nhớ nữa ta. 1219. Chị nào mình lấy mẫu nào đặt liền dùm em nha. À ok chị, đâu rồi nó đâu rồi ta? Để tí nữa em mặc cho các chị xem luôn. Rồi đây 1219 là mẫu này nha chị ha, tí nữa em mặc. Rồi bây giờ đặt em đang mặc trên người, ai lấy mẫu này đặt hàng thì dùng em luôn. Là mã nè, với xin hỏi em chút đơn. Cái đầm này là mình mặc chồng vô luôn nha. Mình kéo chồng vô luôn, không cần phải kéo dây khóa kéo gì hết trơn á các chị. Đó, mặc cũng rất là đơn giản, dễ mặc thôi. Mã này em sale luôn cho mình là giá 169k. 169k mẫu đầm này DA1210 và kèm cho em xin hỏi nha. 1210 và kèm xin hỏi sale liền trên like cho các chị. Giá chỉ có là 169k.
169k đồng em đã mặc lên đơn sớm ngày bây giờ cho em luôn. Là mã hàng nè và kèm sinh hoạt. Chị Nguyễn Nhung ok, chị Thanh Hồng ok. Có bao chung to giảm nhiều nha. Đó, không cần phải kéo dây kéo, mình mặc chồng vô cho em luôn ha. Cái form này là cái phần eo này nó co giãn nhiều lắm. Nên là chị nào có eo có bụng to cứ vô tư mặc cho em mẫu này. Đồ co giãn rất là nhẹ nhàng, mình mặc không có bị chật eo chật bụng đâu. Có túi hai bên cho mình ở đây. 40kg đến tầm hoặc là 70kg mặc vừa mã này là 1210 nha. À rồi ok chị Hạnh Lê nha, 1210. Rồi chị My Ngọc em chốt đơn hàng cho chị nè. Chị Nguyễn Trúc ok, cái này em sẽ có 169 thôi nha các chị. Tôn lụa, chất tôn lụa nha các chị. Cái chị về nhà các chị mua, cái chị sờ lên mặt vải đi, nó rất là mịn nha. Nó mịn, nó êm vô cùng êm luôn. Hôm nay em sale giá chỉ có 169 thôi. Nhanh tay nha các chị, đầm này là một lớp nha. Tôn lụa một lớp, mát lạnh êm ái thoải mái dễ chịu cho mình. 169k mẫu này. 169k rồi, đặt hàng sớm giùm em, nhớ chia sẻ like giùm em nha. Đầm này có 169 nè cả nhà. Có 169k, rẻ lắm. Chị nào thích thì cứ lên đơn đi các chị ơi, 169k nha. Ok chị Mỹ Ngọc em chốt đơn hàng, chị Châu Giang ok luôn nha. Rồi nhanh tay các chị ơi, em sẽ dành 30 giây nữa thì em sẽ chuyển sang mẫu khác cho mình nha. Em sẽ qua cho mình thêm một cái mẫu đầm khác. Chị nào mình lấy mẫu nào đặt liền giùm em. Chị nào lấy mẫu nào đặt hàng liền giùm em. DA 1210 sale 169k, hàng mới luôn á, mà hôm nay sale rẻ chưa nè, có 169 thôi. Ok chị Vân Nguyễn em chốt đơn hàng cho chị luôn. DA 1210 giá hôm nay sale 169k. 169k nha. Rồi tiếp tục nha các chị, em sẽ chuyển thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Ai lấy mẫu nào đặt hàng thì giùm em nha. Nhanh tay các chị ơi. Hôm nay em sẽ xả kho luôn nha. Có kết hợp những cái mẫu mà còn ít thì em sẽ xả kho cho mình. Bây giờ thì em sẽ lên một cái mẫu đầm này trước nè, xả kho. Cái này em còn, em có cho mình ít lắm luôn, hôm nay xả rẻ luôn, 159 luôn nè. Đây mẫu này, lụa mango. Lụa mango cho các chị mình đây. Rồi đầm này em sẽ xả luôn nhá. Cái này là 1189. 1189 còn 3 size. Size M thì size M ở đây còn nè. Size M còn nè. Size M còn 2 cái ở đây lực cơ nè. Ôi ôi ôi, 2 cái size M nè. Ai mà hôm các chị đặt hàng mà size M hết thì giờ đặt lại giùm em nha. Còn đây em còn 2 cái size M ở đây nữa. 3 cái size L với lại là còn là XL 2X nè. Cái này em xả nha. 159 màu ngọt ngào chưa nè. Túi hai bên nè ha, nền xanh rêu và hoa là hoa cam cho mình ha. Xinh ơi là xinh luôn. Dây khóa kéo đằng sau. Mã em đang mặc trên người đây là DA 1189. 1189 nha cả nhà. Chốt đơn liền trên like giá 159.000 đồng. 159.000 đồng thôi, rẻ lắm luôn. Chị nào thích thì mình cứ lên đơn liền cho em. Đây này các chị gộp đơn cho em nhé. Chỉ cần từ 597.000 đồng trở lên tặng luôn đai cho mình và miễn ship toàn quốc cho các chị mình luôn. Rồi ưng ý mẫu này đặt liền giùm em nào. DA 1189 và kèm sinh hoạt 159k. Đầm có túi nè. Vải lụa mango này thì nó có co giãn cho mình nè. Êm lắm nha các chị. Co giãn nè, mát nè, không bị nhăn nhầu cho mình luôn. Chị Mỹ Duyên ok, chị Vinh Huỳnh Vân ok em chốt cho chị nè. DA 1189. 1189 nha, em sale 159.000 đồng. Cái này là giá xả kho chứ cái này là không có lời các chị ơi. Đã không có lời. Có 159k cái đầm này thôi à, rẻ lắm luôn. Chị nào mình lấy đặt liền cho em nào. 1189, 159k, rẻ lắm. Chị Thu Hà ok chút 1189. Chị Mỹ Như ok chút 1189 cho chị. Rồi còn chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn. Làm mã nè, với điện thoại em chị hẹn chị sai nha. DA 1189, em chút đơn luôn 159.000 đồng. 159k mẫu đầm này, chị nào lấy lên đơn liền giùm em luôn nha. 159k mẫu này. 1189 chốt giá 159k. 1189 chốt giá 159k xả hàng nha. Cái này xả hàng lỗ vốn luôn rồi còn đâu các chị ơi. Rẻ quá rẻ luôn, 159k mình săn ngay một cái hàng chuẩn shop. Và em bao chất lượng cho mình đừng nghĩ là
có 159k chắc phải không đẹp đâu. Không phải đâu nha các chị, vẫn là phải đẹp phải xịn cho mình, nhưng mà hôm nay tại vì còn ít nên mới xả hàng thôi. 159.000 đồng đặt nhanh cho em nha, nhớ chia sẻ like dùm em và đặt ngay lúc này cho em luôn, số lượng còn rất là ít nha. M còn 2 cái, CL còn 3 cái, còn lại XL với 2XL là đa số tập trung 2 size đó thôi. Nhanh tay nha các chị, 159.000 đồng mẫu này. Chị Thiên An ok, chị Sang Phạm ok. Còn chị nào mình đặt hàng lên đơn sớm dùm em DA1189 và kèm số điện thoại nào, 159k đồng này. Rồi ok chị Hạnh Lê nha, 1210 cho chị nè. Rồi 1189 cho chị Nguyễn Hương nè, 1189 cho chị Kim Phụng nè, 159k. Còn chị nào ưng mẫu này đặt liền, giá này là giá xả kho nên là các chị không cần lo lắng về giá tiền nha. 159k một cái đầu này thôi ạ. 159k mã là 1189. 1189. Rồi ưng ý mình lên đơn liền nha, 1189 cho chị Khánh Ly nè. Hôm nay xả kho rẻ quá chừng rẻ, mình đặt hàng nhanh cho em nhé. 1189 159k. Còn ai lấy mẫu này nữa không ạ? Chuẩn bị em qua mẫu khác nè. Chuẩn bị em qua thêm cho mình một cái sản phẩm khác nè. Chị Bạch Tuyết em chốt 1189 cho chị Bạch Tuyết luôn nè, rẻ lắm. Chị các chị cứ yên tâm đi. Hôm nay là theo dõi livestream của em đi, từ đầu live đến cuối live đi, cái nào cũng rẻ, cái nào cũng sốc hết. Cái này em sẽ là 159k nha. Bây giờ tiếp tục nè, em lên thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo. Chị nào mà lấy mẫu nào đặt tiền giùm em ha, mã hàng với số điện thoại em chốt đơn. Rồi, à hôm nay để em lên cho mình một cái siêu phẩm này. Để em lên cho mình một cái siêu phẩm này đi. Cái mẫu này là đợt trước là cái chị đặt hàng và hết hàng nè. Thì hôm nay em đã có lại rồi nha các chị. Em đã có lại cho các chị và có đủ size luôn rồi. Đợt trước ai đặt hết thì hôm nay mình đặt lại giùm em luôn. Đẹp lắm. Đây, mã này là 1187 khỏi che luôn. Miễn che luôn các chị ơi, từ chất cho tới form nha. Họa tiết màu sắc quá đẹp quá sang. 1187. Rồi 1187 nay sale luôn cho mình nè. 299.000 đồng. Giá gốc 500 sale liền chỉ là 299k nè. 40kg đến 65kg vừa đẹp chưa? Sang chưa nè cả nhà ơi. Và mẫu này là nó có co giãn nha. Chất này nó có co giãn cho mình nè, chiều dọc chiều ngang cho mình luôn. 40kg đến tầm 65kg vừa. Đây dây khóa kế đằng sau ha. Ở cái phần eo này em sẽ nhấn một đường eo từ đây nó xè nhẹ xuống nên là mình mặc nó che bụng. Đầm sẽ có túi hai bên cho mình nha. Chất rất là êm luôn. Mã này của em là 1187. 1187 nha. Ngày hôm nay sale cho mình 299.000 đồng. Mình gộp đơn hàng từ 597.000 đồng trở lên, tặng kèm đai cho mình và miễn ship toàn quốc luôn. Đó, 597.000 đồng trở lên tặng kèm đai miễn ship. Sang ơi là sang nè. Đi tiệc, đi làm, đi chơi, đi đâu mình mặc cũng được hết. DA1187 nha, màu này mặc rất là tây và sang. Đầm này không có kén da đâu, không có kén dáng cho mình luôn. Và hôm nay sale luôn có 299 thôi. Giá gốc là 500.000 đồng. Chốt ngay bây giờ giá là 299.000 đồng nha. Đẹp lắm luôn nè. 299k đầm em đang mặc trên người. Lên đơn ngay bây giờ cho em là 1187 và kèm số điện thoại. Chị Tuyết Lam ok, chị Thi Hồng ok, chị Ngọc Trúc ok, em chốt đơn hàng cho chị nè. DA1187. 1187 nha cả nhà ơi, siêu phẩm bên em luôn, bán rất là chạy luôn á. Lần nào mà sửa may vừa giao qua một cái một là rồi thôi rồi, kho soạn đơn hàng muốn gần hết hàng luôn. Mẫu đợt này các chị tranh thủ nha. Đợt này tính ra là may được thứ 3 luôn rồi đó các chị ơi. Rồi mẫu này em sẽ sale luôn. Dạ đúng rồi, hôm trước chị hỏi mẫu này nói là không có. Đúng rồi chị, đợt trước cháy hàng mà. Ừ, em nói là cái chị đợt này em may được thứ 3 luôn rồi các chị. Đợt này mà các chị còn chưa đặt được nữa là bỏ tay các chị luôn á. Nhanh tay nha các chị ơi, bây giờ là mới về hàng thêm nè. Sự mới giao qua luôn lại nên là hôm nay các chị mới thấy em like chứ bữa giờ đâu có like đâu. Hôm nay sale 299k nha các chị ơi, nhanh tay siêu phẩm nha. Bán chạy lắm, mẫu này bán chạy cực kỳ, may không đủ bán luôn á. Ok này chị Hồng My em chốt đơn hàng 1187 chốt cho chị Thu Hà, 1187 chốt chị Kim Phúc nè. Giá hôm nay em sale là 299k nha, siêu phẩm đó cả nhà ơi. Siêu phẩm đó cả nhà ơi, chị nào ưng đặt liền giùm em ngay bây giờ nha, để lại đúng cú pháp cho em luôn. Làm mã hàng nè, với số điện thoại chốt đơn DA1187 và tiền điện thoại. 4 size ML, XL và 2X. ML, XL và 2X từ 40kg đến 65kg vừa. Size M thì eo mình tầm 72 đến 73. Size L thì eo 75 đến 76. XL thì eo 78 đến 79. 2X là eo 84 đến 85 chịu xuống vừa. Và giá ngày hôm nay em sale cho các chị đó là chỉ có 299.000 đồng.
299 ngàn đồng một đợt này ha, hàng siêu phẩm bên em 40kg đến 65kg vừa mã 1187 nha. Rồi ok chị Kim Trung chốt 1187, chị Lê Nam chốt 1187. Giá ngày hôm nay sẽ là 299 ngàn đồng. 299k đầm em đang mặc 1187 và kèm xin hỏi cho em. Chị Lê Vy ok, chị Tuyết Trương ok. Chị nào mình lấy đặt liền dùm em nha, 1187. Giá hôm nay sale là chỉ có 299 ngàn đồng. Dạ không chị, tất cả mà lụa mango là không có kèm lót. Tại vì cái vải này nó thay nó là may để cái vải này làm ra là để là chỉ cần may một lớp thôi, không có cần lớp lót. Mặt trong của nó rất là mềm êm và không có bị nhăn nhão nha. Có co giãn cho mình luôn. Rồi ok chị Như lên trước đơn hàng cho chị. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền giùm em 1187 và kèm xin hỏi cho em. 1187 trước chị Nguyễn Trang, chị Cam Võ ok lên đơn hàng cho chị. Lên đơn ngay bây giờ cho em nhá. 1187 đầm này sang lắm. Đây đặt lại gần cho mình xem nè. Form đầm nè, đẹp chưa? Phần cổ này nè, nó không quá cứng mà nó cũng không quá mềm. Lên form rất là vừa phải cho mình ạ. À. Giá này sẽ là 299k sơ mi. Mà họa tiết đẹp như thế này, vải cũng đẹp. Lụa mango là không có nhăn nhỏ nha. Mềm êm mát cho mình luôn. Và giá ngày hôm nay sale là chỉ có 299. 299k. Lên đơn sớm ngay bây giờ cho em luôn. DA1187 và kèm xin hỏi cho em nha. 1187 và kèm xin hỏi nè. Ok chị Thúy Chi nè. Ok chị Nguyễn Vân em chốt cho chị nè. 1187. Xong chưa cả nhà ơi, đặt liền nha. Cái siêu phẩm này là được trước nhiều chị đặt hết hàng lắm. Được trước nhiều chị đặt mà em báo hết hàng lắm. Hôm nay mới có lại đó. Các chị đặt sớm giùm em nha. 1187. Giống chị Trần Anh vừa nãy cũng nói đúng không? Bữa mình đặt hàng là mấy bạn báo hết hàng. Hôm nay có lại rồi các chị tranh thủ. 1187, ngày hôm nay em sẽ luôn chỉ có 299 ngàn đồng thôi. Rồi xong chưa các chị ơi, nhanh tay nào, để lại đúng cú pháp cho em làm mã nè. Với số điện thoại em truyền hàng 1187 và kèm số điện thoại nha. Đầm này là một lớp nha, lụa mango một lớp cho mình ha. Mềm, êm, mát, thoải mái, dễ chịu. Sale luôn 299 ngàn đồng. 299k đầm em đang mặc nha. Rồi tiếp tục luôn. Lên thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo đây. Ưng ý mẫu nào mình đặt hàng sớm giùm em ha. Xem kể là em sẽ có những cái mẫu xạ hàng. Xem kể là em sẽ có những cái mẫu xạ hàng cho các chị mình. Chờ em một chút xíu. Có cái mẫu đầm này nè. Mẫu đầm này là còn có 2 size thôi. Mỗi size thì còn tầm mấy cái, mười mấy cái gì đó. Cái này là 1168. Rồi, hai size rất là size XL và size 2X nha. Hai size cuối cùng XL và 2X. Cái này em xả luôn 159k. Xả luôn 159k. Chất vải này lụa mango và xếp ly vuông bản to từ trước ra tới đằng sau, dây vắt tới đằng sau. Đó, cái form này dễ mặc. Form này dễ mặc lắm luôn. Rồi, sale luôn trên line này cho các chị, giá chỉ có là chỉ có giá là 159 ngàn đồng. Hai size cuối cùng XL 2X rất là ít nha các chị, chỉ còn mười mấy cái cuối cùng em sẽ nhanh. Em sẽ nhanh cho mình 159k, nền xanh đậm và hoa trắng cho mình. Đẹp lắm luôn. Dây khóa kéo phía đằng sau cho mình. Và từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg chuyển xuống vườn. Size M, size XL là em mình tầm 78 đến tầm khoảng là 79 triệu xuống vườn. Size 2X là em 84 đến 85 triệu xuống vườn. Rồi giá em xả kho là 159k, mẫu này là 1168 nha. 1168 nha, chị nào ưng đặt liền dùm em. 1168 giá xả kho 159k. 159k mẫu này nhanh tay mình lên đơn liền dùm em nè. 1168 xả kho 159. Vải này mặc rất là mát nha, có co giãn cho mình. 40kg đến 65kg là mình mặc vừa. Sale 159k, chị Hằng Trần ok, chị Diễm Trinh ok. Mã này là DA1168, chốt sale luôn 159. 159k nha các chị ơi, quá rẻ ha, hai size cuối cùng. Còn đúng hai size cuối cùng là size XL và size 2X. Nên là chỉ có những chị nào nhanh mới có thôi nha. Đặt chậm hết hàng là uổng lắm luôn. 159k, mã đầm này của em là DA1168. 1168 nha cả nhà, 159k mẫu này. Hai size cuối đó là XL và 2X. Ưng mình đặt liền cho em nha. Cái này thực sự là em cũng có một cái màu nữa, nhưng mà cái này thì em chỉ có một cái size M 5, một cái size L 1M, 1L với lại 5 cái size XL thôi chứ không có nhiều. Cái này là 1167 này cả nhà. Đó. Có 7 à? Có 7 cái à? Cái này em còn một cái size M,
một cái size L và 5 cái size XL, cái này em cũng sẽ là 159. Chị nào mà thích màu này thì lấy cho em là 1167 nha. 1167 nha. Còn em đang mặc là 1168. Màu xanh là 1168, màu nền đen hoa trắng này là 1167. 159k xả hàng nhanh luôn các chị ơi. 159k. Đặt liền giùm em nha, có dây khóa kéo đằng sau. Từ 40kg đến 65kg hoặc vừa nhanh tay các chị ơi, đặt liền. 159k mẫu này. Tranh thủ nha cả nhà ơi, lên đơn hàng càng sớm càng tốt giùm em. Mỗi đang mặc trên người là 1168 trước sale 159. Ưng ý mẫu này đặt hàng cho em nè, mã với sinh hoạt. Vải lụa mango có co giãn cho mình ha, mặc rất là dễ chịu. 159k mẫu này, mã là 1168, 159k. 159k. Rồi tranh thủ mình lên đơn liền giùm em. Tranh thủ mình lên đơn hàng liền giùm em nha. Rồi tiếp tục lên cho mình siêu phẩm. Ôi siêu phẩm đẹp lắm luôn các chị ơi, bữa giờ mẫu này phải nói là mê lắm luôn mà không dám mặc nhiều tại vì số lượng ít quá. Mà khách thì đặt mẫu này quá chừng nhiều luôn. Đây 1203. Để em thử kiểm coi không biết là nó còn đủ size hay không. 1203. Rồi ok, mẫu này hên là vẫn có đủ size cho các chị nha. Đẹp chưa? Xuất sắc chưa cả nhà? Mẫu đầm này giá gốc 500 và hôm nay em sẽ là 299k cho cả nhà nha. Nó có một cái bản eo cho mình nè. Hoa đẹp quá chừng luôn. Dây khóa kéo đằng sau. 40kg đến tầm 65kg vừa lên đơn này giùm em. Có túi hai bên cho mình ở đây ha. Mã đầm em đang mặc trên người đây là DA 1203. 1203 chốt sale luôn trên live, giá chỉ có 299.000 đồng. Lên đơn này giùm em nha, 1203 và kèm sinh hoạt. 299k từ 40kg nè đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa luôn. Nhanh tay đặt hàng ngay bây giờ cho em 1203 kèm sinh hoạt, màu đẹp và sang cực kỳ. Chất vải của nó là chất xúc thái, trên em mang một lớp và ở dưới là có lớp lót thun cô tông cho mình nha. Mã này là 1203. Ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị mình luôn, chỉ có giá 299 thôi. 299k đầm em đang mặc trên người, tranh thủ mình lên đơn liền giùm em. Cho em cái mã số nha và kèm cho em sinh hoạt luôn. Chỉ có 299k mẫu này, bao cho mình kiểm hàng. Bao kiểm hàng, mặc làm sao giao như vậy hết trơn là cả nhà mình yên tâm. Và nếu mà mặc không vừa nha, em hỗ trợ độ size cho mình trong vòng 10 ngày luôn. Rồi đầm em đang mặc, nhanh tay mình lên đơn DA1203 và kèm số điện thoại cho em. 1203 và kèm số điện thoại nha. Chốt đơn liền trên like, giá chỉ có 299.000 đồng, đẹp quá trường đẹp. Ở đây em cao 1m62, nặng 47kg, form này dài lộc tới phải qua che được bóp chân cho mình ha. Đó, dễ mặc lắm. Rồi ok chị Thanh Thúy, em chúc cho chị nè, 1203. 1203 cho chị Thảo Trần nè, 299k mẫu này nha, đẹp quá trường. Cho mình xem cảnh cảnh nè, hoa nè. Màu này dễ mặc lắm, da trắng da ngâm mình mặc được hết cho em. 1203 nha. Hôm nay em sale là 299k, 500 sale còn 299, ai ưng đặt hàng liền giùm em 1203 và kèm sinh hoạt. 500 em sale còn 299k từ 40kg đến 65kg là vừa. Lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nha, là mã số sản phẩm. Với số điện thoại liền em chốt đơn. Mã này là 1203 cả nhà ơi. 1203 kèm sinh hoạt cho em, chị Mỹ Hậu ok, chị Hằng Phạm ok. Lên đơn sớm cho em để lại đúng cú pháp là mã hàng với số điện thoại cho em. Đầm túi hai bên cho mình, trên là một lớp, dưới là hai lớp. Và mẫu này nó có co giãn cho mình ha. Có co giãn cho mình. 40kg đến tầm 65kg là vừa, đặt nhanh cho em luôn. DA1203 và kèm số điện thoại cho em. 1203 kèm sinh hoạt, giá chỉ có 299.000 đồng thôi. Chuẩn bị em qua mẫu khác ha. Rồi chị nào mình lấy mẫu này đặt liền giùm em. 1203 và kèm sinh hoạt, sale luôn giá 299.000 đồng. 299.000 đồng đặt sớm giùm em ngay bây giờ, em chuyển hàng luôn. 1203. Rồi chắc có lẽ là cái like này em sẽ lưu lại đi, chị nào và trẻ xem lại. Rồi mình theo dõi bài tiếp theo của em trong vài phút nữa nha.